Rồi, chào bà chủ nha. Rồi, trời ơi, đây quá là tuyệt vời. Cái không gian này tuyệt vời quá. Đây chúng ta có một cái võng này. Chúng ta có thể nằm đây. Đó. Đó. Nằm và đây là có hai cái tổ chim. Đó, các bạn nhìn đây là tổ chim này. Các bạn thấy cái điểm này khá lý tưởng ha. Rất tuyệt vời. Hết chỗ hả? Chị là cô Tẻ luôn. À tên chị cô Tẻ, chị lập bến đò này. Phải, có nghĩa là ở đây là cái bến đò. Dạ. Ra chị kêu vậy cho nó dễ. Vâng. Để người ta khi mà đến người ta nó cứ biết cái bến đò đó rồi người ta biết là dễ ghé. Dạ. Cái bến đò này có lâu năm chưa chị? Lâu lắm rồi, mấy chục năm, một lúc mà chị còn nhỏ thì. Ồ vậy à. À. Nói chung là chị ở đây mấy chục năm rồi. Dạ. Ok em vô ngồi đi ha. Vâng, ok. Anh đi làm nước cho. Dạ. Rồi bây giờ anh em tụi mình sẽ ngồi đây để uống nước rồi ngắm cảnh. Giờ còn đang say sóng ha. Sông ha. Nhìn cảm giác như đang đi trên thuyền. Sóng hả? Chị dâu. Em thấy gì đặc biệt là các chị dâu. Các chị dâu là các chị dâu. Hôm qua đó. Cá nó ra sao? Y có giống kìa. Để nó coi bây giờ như vậy đi. Một cái lẩu cua bự bự đi ha. Ăn rồi vậy. Còn bé lẩu cua. Lẩu cua đi. Lẩu cua đi ăn. Cua dễ ăn. Ấy da, không thấy lẩu mặt tươi lên. Cua. Lẩu cua 300 nghìn. Lẩu lá me ha, là lẩu chua. Lá me. Lẩu chua đi. Lẩu chua đi dễ ăn. Lẩu chua nào không ngán. Rồi chua đi ăn. Lá me là nó chua. Chua cay á. Chua cay á. Cay. Giống như lẩu Thái vậy đó. Cua thịt đi. Cua gạch thì thịt không ngon. Cua gạch hay cua thịt anh chị? Nào cũng được. Cua thịt đi. Cua thịt đi. Thịt đi. Không không. Một ký mấy con ta? Ký được 13 con vậy. Thôi 1 ký thôi. 1 ký thôi. À, lựa cho 1 ký mà con này cắt đôi dùng. Vậy đó. Rồi. 1 ký ăn cũng dạ. Hết. 1 ký được 2 con nếu mà con ăn nhiều quá. Long An là lót ăn cho lát. À. Lót bị gắt. Ngồi đi anh em, ngồi đi. Đó, các bạn nhìn cảnh sông rất đẹp hết. Đứng về mà cứ thấy cái này nó đang bơi nè. Cái này nó đang bơi vậy nè. Đây, có những cái chòi nè, mọi người họ đang bơi thiệt nè. Anh nhìn cho anh. Hát karaoke đó. Sông. Sông này thì nước nó không có được trong. Kia cái bến đỏ bên kia đây đúng không? Đây. Đây thưa quý vị các bạn là về cái việc bảo vệ môi trường đó, thì chúng ta thấy rằng là kia những cái bịch rác này trôi sông này thì nó sẽ rất ảnh hưởng đến cái môi trường á. Nên là quý vị các bạn cũng không nên vứt rác một cách bừa bãi như vậy. Ủa chỉ là dịch đặc sản ở đây nó bắt lên mùi ngon thiệt. Nghe vô nghe cái mùi lẩu là biết ngon. Hay tại vì mình đang thèm là tâm hồn ăn uống mà. Chỉ ngửi là biết ngon à. Nghề của em mà nghe cái mùi thiệt. Cái con mắt lửa này á, chưa bật. Khi mà chào, nó cắt cái càng ra nó càng dữ á. Ghê vậy? Thử thò tay vô cây. Thôi ông xạo, nhìn mặt ông xạo quá. Giờ xin ông Sơn Nam Việt thì nói gì em cũng nghi nghi ngờ ngờ sao. Rồi giờ chuyển qua bệnh của bà Bất Lâm. Giờ lớn rồi, lớn rồi. Sợ quá, anh Hoàn Hảo em sợ quá. Giờ lớn rồi. Sợ người Hoàn Hảo hả? Trời ơi, cái càng này ngày xưa mà ăn ở bên lẩu cua á. Ủa cái càng nó to ha. Mà con này còn to, ơi cái này mình dám cá luôn. Không có ai mà cắn nổi đâu. Này giống như cua đá. Coi coi nó chắc không à. Không, ai mà cắn này ta cười cho lên. Chắc là nó đập sẵn rồi đi cắn. Bóp cái yếm nè. Không phải. Đây họ cắt từng miếng mà, là cái yếm thôi. Yếm là sao mắt còn chớp mà. Đèn ký á, hai con. Bự mà. Đây nắp lại. Rồi, đây là bún với lại trời rau. Đại ca nắp đâu đại ca ơi? Nắp cái son đâu rồi? Nhà hôm nay á, nhà thì cái quán lẩu bên sông. Nó và trên bát. Đây chúng ta sẽ hello, ăn lẩu cua. Lẩu cua này là rau. Giúp quá Tam. Anh Dương Đức Nhã trên nọ. Rau. Hôm nay rất vui khi mà đi với anh Nhã cùng thưởng thức ăn với bún rồi.
Món này gọi là gì? Chúng ta sẽ gọi món tôm cua biển phải không? Bến tôm muối ớt. Ở bến đò kênh tẻ hả? Cô tẻ. Cô tẻ là cô kênh tẻ hả? Đúng rồi. Mà trời ơi cái gì? Bến đò cô tẻ. Nó kế bên Lý Hương là cũng một chuyên gia ẩm thực khác. Trinh Lâm TV ha. Xin chào mọi người. Bạn áo cam á, nhưng mà anh không có uống nước cam nha. Mời mọi người nha. À, ủa chuyên gia ẩm thực. Ơi. Đây có cái mắm cô lo gì? Anh sao vậy? Cô 300.000 còn đổ nha. Ừ. Tôi bắt cô 300.000. Đưa cháu. Ừ. Ok. Ừ được rồi, ok, để chú kiểm tra. Lên chú. Cô này là nó là người dân tộc. Alo. Ừ, anh mới hết phòng rồi nha, anh cảm ơn em. Anh chào em nhé. Chỗ phòng này hot hơn bán cái gì thuốc gì nó lên chứ. Cái gì làm sao vậy? Chưa. Làm cái gì rồi? Làm cái gì thế? Em quay sao tự nhiên nó lộ. Quay gì mạnh quá nó chẳng bực nó bực luôn. Không sao. Chết rồi trời. Đúng rồi cái trời. Trời. Lao đi cưng. Lao đi. Không sao. Lao. Rồi đưa xin luôn cả quần giấy luôn. Nè, con máy đi. Chị cho một món mì xào chay cho chị này chị. Bóc lên nghe. Bóc lên đây vô đưa tay vô cho ta kẹp đi. Tí tự hai con nè. Đây vừa ăn cua. Vâng, đúng rồi anh. Đò kia lại chở khách qua sông. Lẩu với lại tôm. Đây hôm nay thì một cái món đặc trưng ở cua vùng biển ở chỗ thị xã Gò Công. Và nó không muốn chạy. Mấy cái đạch á đi ta bơi đi gần gần. À giống như đi xe hơi mà chở xe đạp. À, đúng rồi, đạp đi. Cái câu đó là sáng của anh Sơn. Đó là con này nè đúng không? Đúng không? Và với ý tương lớn gặp nhau. Hồi trước là chỉ có tới tháng lạnh mới có. Bây giờ cái cây này nó có quanh năm mà nó trồng một lần nha. Lo nó còn không? Em thấy cái bông đũa trắng này ăn ngon, cái bông đũa tím. Tím là nó hồi xưa hồi nãy cái bàn nghe quậy 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 nghe nên nhìn nó cái nó bay xuống em tự cái bàn luôn nha. Nó bị đen cái ý tưởng từ đó là cho cua rồi chưa nhưng mà ngon lắm mấy quán cho cua vào nha. Cái màn chiên giam cho vô nó đỏ lên ở Sài Gòn là con cua này là bên đây thì giá bao nhiêu anh? Như sao? Đây, dạ, cho được đây 2-3 ký. Để về xe này, con này là 1 ký cua. 1 ký bao nhiêu? 500 hả? Hiện tại á, thì ở trên mình hôm bữa là ngay quán lẩu cua là 401 đúng không? Trên đây không có giá mà cái Sài Gòn đâu. Là có tương đương giá Sài Gòn 3 bàn. Nhưng mà với ẩm thực của con có Lý Hương TV, Nam Vinh Lâm, Hoàng Sơn. Nhìn chút xíu anh nói Lý Hương tờ giờ nha. Nó đang review ha. Rồi có món ăn. Hôm nay mời các bạn ha xem cái cách review của chị Thúy Hương thú vị như thế nào. Thấy chưa, em đang lẩu nhiều người thèm mà. Thấy chưa, nhưng là món cào cũng làm việc quan trọng nhất. Trứng dương trứng dương đậm đen rồi
bây giờ chúng ta sẽ đậy nắp lại để sôi dung lên và sẽ có một lẩu rất là thơm. Xong cái mà gấp gấp cua ra cho lên màu đẹp lắm. Chị ăn chay mà sao chị nhiệt tình thế vậy? Phóng ra đồng mắt chưa thấy mũi không nghe chị. Nó thấy cái camera là gì em sợ. Rồi thì sao em biết rồi. Phóng ra đồng mắt luôn. Không biết đang đây con đò lớn nó kéo một cái con ghe nhỏ. Những con nó nhỏ. Không em thấy là thử hai người mới thử mà. Dở nó dở ra các bạn. Còn hơn là còn hơn là bị nữa. Tay anh thịt the. Bị hoại uy tín một đời. Cua bắt đầu chuyển màu rồi các bạn. Ở đây quay vô mới đẹp nè, ở trong quay ra tới thui à. Phải tìm hướng ánh sáng chứ mọi người. Vớt cua ra ngoài đi nha. Vớt cua ra gì á. Rồi toán. Ờ đúng rồi đúng rồi. Chính xác. Anh sắp lại cho nó y chang. Cua này chưa chín đâu. Chưa chín. Chưa chín đâu, nó khoảng sôi 5. Mấy cái la mè là hấp dẫn. Nó sôi bớt lửa lên. Bớt lửa xíu. Bớt rồi đó. Để nó chang. Rồi để lại. Để nó thở thôi. Rồi anh sắp sao y chang giống cũ nãy vậy đó. Đây là rau đậu bắp này, kèo nèo này, rau cải này, rau nhút này, rau muống. Ừ. Em nói người ta chưa thèm. Còn nhìn mặt mà thèm dữ dữ luôn. Wow, quá đã. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn nó là thấy được ăn đó là cái niềm hạnh phúc đó. Nó trở như giống như giống như. Nó nhìn thấy món ăn đang là bắt đầu mắt sáng rỡ hả? Lên YouTube có search là cuộc sống Singapore. Cua rất hấp dẫn đó các bạn. Story. Công kia là cua rồi, công ăn thích cua gì ba? Trời ơi, sao mày gặp nạn chứ vậy trời? Bình tĩnh. Nguyên một hổ rồi. Cua vẫn còn đó, em bình tĩnh. Rồi thưa quý vị các bạn, hôm nay thì mấy anh em không có mua được cái cua của dì ba mà đang làm mưa làm gió làm chó làm mèo ở Sài Gòn, nên là anh em tới đây để ăn một cái loại cua mới. Đây là lẩu cua lá me. Cái con cua này thì cái thịt của nó rất là bự và càng nó rất là lớn, mà đặc biệt là cái lẩu cua này giá này rất là rẻ thôi. À, nghe giang hồ đồn là cái con cua này chỉ có lẩu hai con cua giá khoảng thôi nhé các bạn ơi, khoảng 300.000 hai con, và hai con này khoảng 1 kg luôn. Đấy là cái giá anh em ước tính, còn lát xíu thì không biết là thực hư nó như thế nào thì chúng ta phải đợi các bác ấy tính tiền thì mới biết. Và thôi bây giờ cứ coi như là cái lẩu cua này chỉ có giá 300.000 thôi đi. Đó, hai con cua là 1 kg à. Đây các bạn, bây giờ mình ăn tôm sú nướng muối ớt. Tôm à. Ăn cả hai luôn. Wow. Tôm rất là bự các bạn. Rồi, anh em ngồi đi, dùng rồi, món đi. Xin mời cả nhà. Anh đo với lại ngón tay cái của anh. Không biết ngón tay cái rồi. Cả có chừng cái đó em thấy. Một ngang tay luôn. Hai tấc á. Được chứ. Hai tấc hai. Dài quá không? Tôm rất là bự ra. Nướng này. Nấu trước. Giòn. Tôm to này nghe. Rất bự ra. Rồi. Ba con ký là bự rồi đó. Đây các bạn. Chắc mình sẽ cho nhỏ lửa xíu anh. Còn cầm nha. Đúng rồi. Chữ cho nóng nè. Lẩu đi. Thôi vậy mở lẩu nhỏ xuống đi. Để vô cho nhiều cho ngon quá.
Cảm ơn tấm lòng của anh Vũ. Gì vậy? Gì vậy? À, để cua nhiều nhiều chổng quay phim cá. Phim cá này đi nha. Dễ thương. Vừa ăn đâu. Các bạn nhìn cái vỏ tôm nướng cháy này. Mình rất là thơm. Ta, thôi, ăn tôm đi. Tôm đi. Tôm đi. Tôm trước cho nó nóng. Rồi, cho em xin một con chị xíu nha. Cảm ơn chị. Nướng cháy. Giới thiệu hoài mà ai cũng quên tên hết. Cái tên đẹp thấy sợ em quên hoài. Đây nữa nè. Wow. Dạ. Ủa? Ủa? Ủa bao nhiêu con mà được tới 2 con? Rồi. 13 con, mười mấy con lên. Nhiều lắm. Cho thêm dĩa nước mắm nữa đây được không em? Wow. Ồ, tôm quá đó. Đây hải sản đây rất là ngon. Đây có rồi, một con thôi. Tươi quá. Cái này mình chấm cái nước này nó gì vậy? Nó mắm đấy, mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt, mắm kẹo. Mắm này kẹo. Bự quá, trùng bự lên. Bữa như này nói là khu có 13 ở Sài Gòn đã bự rồi. Mà về cái chỗ biển ở Gò Công á, còn lớn hơn nữa. Cắt cái chân nó ra. Đây, đây chúng ta sẽ lấy moi cái đầu nó ra các bạn. Chanh này thơm ghê ha. Chấm muối ớt chanh rất là hấp dẫn. Tương dương. Muối tiêu chanh á. Muối ớt chanh. Ok. Có mà mọi người có chén ăn chưa? Mình hai người. Trời ơi, cái thịt rồi, bây giờ mình sẽ ăn con tôm này ha. Ăn cái đầu nó trước rồi. Ổng tôm tập quá trình ha. Rồi, mời cả nhà nhé. Ngon quá. Mấy cái này lên hình. Mình nè, có quay này chưa ha. À, xong chưa? Anh em nào. Rồi các bạn. Rồi. Gắn lên nè. Em góc nước cái. À, chúc sức khỏe cả nhà nhé. 1, 2, 3, vô. Em sống bia. Bia đây, điểm thuốc hả? À, chị Trang cho nó vô lần bể kịch bản. Ủa, cái đó là gì? Điểm thuốc. Cái gì chứ bia đó. Thôi uống này đã. Tại vì về điều khiển của lái xe á. Cái này nó đúng không? Không mà cái nhóm này chuyên ăn chứ không phải chuyên nhậu. Xỉn vô rồi nói tầm 7, tầm 3. Mày bà được đâu. Cái thịt con tôm nó dai. Chị Liên ơi. Ủa cái đó gọi là diễn hả Liên? Cái khúc đó gọi là diễn đúng không? Không là diễn này thiệt. Dai. Ngon. Tôm ngon ghê. Trời tôm mà tôm bự mấy con trẻ nó dẻ. Tôm này là kêu là tôm sú luôn hả? Đúng. Tôm sú là to lắm không? Ờ. Chắc là niềm nó lẩu và tắt quá à. Để nó nhạt răng không? Liền ăn nấu lẩu xong cái điện đi ăn tôm à. Ngộ ghê á. Cái này là mọi người nói để nó nguội. Mọi người nói để nó nguội. Tôm nó rất là bực rồi các bạn. Cái đũa nó bự. Tôm này chắc thịt rồi, không biết nuôi từ sông hay là bắt từ sông hay là nuôi á. Cái này nuôi anh nhưng mà nó to anh chắc. Nó to với hơn nữa, thành ra nuôi dạng này dùng quảng canh á. À. Thịt canh nó rất là chắc, nó không có bã như không mình mua. Quảng canh là ta không cho ăn nhiều. Họ cưng cái ghê luôn. Đấy, nói phía sau thành công của thằng Sơn á, là cả một ekip. Đúng luôn. Khiến Lâm Gia Trinh phải phát thèm. Ủa sao liên quan với Lâm Gia Trinh phát thèm? Đấy, Lâm Gia Trinh có mịn beo à. Tôm rất là dài không? Anh ơi! Bây giờ mình sẽ tôm sú các bạn ha. Tôm sú nướng. Tôm sú nghe cảm giác nó nhỏ mà kiểu tôm này đúng to. Mà rất là tươi. Đây, hôm nay thì mình đi chung với anh em với lớp Sài Gòn rất là vui ha. Hello, đây là con tôm tôm biển nè quý vị. Chúng ta có rất là ngon rồi đó. À, mùa mũ chưa có. Đây,
Chào quý vị các bạn nhé. Tuấn Dương, Sài Gòn ngày nay các bạn quen thuộc quá ha. Cái anh nhã, nói Dương Đức Nhã. Channel. Này ông anh yêu. Giống yêu Vũ. Chị Liên. Hello Việt Nam. Chào Việt Nam. Heo đi channel cũng được. Cái gì? Heo gì? Cái này cô Xíu với bạn Sơn đang được TV. Heo lì hả? Heo lì. Alo. Tiếp tục bóc con tôm thứ hai. Ăn những năm không ăn đi. Thôi bố, thôi bố luôn đi. Gì cần ngủ nữa trời. Đi lẩu gì cần ngủ. Trời ơi. Con tài con ta nên phải cần ngủ. À. Không có cay à. Đi nấu càng lâu càng chua đó. Để ok. Để có bổ nha. Ơn giời muốn tới rồi. Cho thì mấy cái nữa coi. Mỗi người cái đi em. Mỗi thường ăn lẩu ta không được muỗng. Sao? Con cháu còn thèm muỗng nữa. Con cháu cũng muốn được kiểu Tân Dương nó mới cần muỗng. Ta chắc thì sợ luôn rồi các bạn. Ta thổi. À, đó. Con này rất chắc à. Chắc. Ngon, đúng ngon thiệt. Nướng là nó thơm. Đâu không? Cua này, cua này, cua này. Cua. Phải đi ăn hải sản là phải đáng ăn, căng bụng ra ăn. Để thưởng thức, để mốt về, không biết quán cua tẻ có món gì ngon nữa. Cua. Em đang là mới đi lòng. Em thấy mọi người đi, bà em mất không? Vậy nó đông đi. Vậy là chắc chờ hậu dẫn qua đây. Chưa là hả? Chưa là hả? Chí thật, chí thật. Còn cái kèm là bự ghê, gấp cái kèm bự ghê. Cái đồ ăn không? Cái con cua thật thường nó bị mất miếng thịt, mất miếng thịt. Đúng không? Nếu mà tôi nhanh rồi thấy nó mất. Tôi nhanh nó gãy một giỏ, nó gãy. Ở của em là không quay à? Từ nãy giờ đâu quay đâu. Tiếp tục nhé. À ra cái chấm lên đó rồi. Đi Hương nó khóc thận nè. Mọi người nhé, cái kèn trả lửa luôn. À, muối, muối. Trời ơi, ăn hết tôm mà mới đem muối ra. Wow. Đâu, tôm này chấm cái này ngon. Một muối này chấm trái cây. Dạ. Mới đây có cái quá đẹp. Có vỏ không? Dạ, vỏ tôm không? Ở đây đi. Bóng, bóng, bóng. Rồi bỏ bỏ qua xong rồi, đi xong rồi, đi tiếp. Wow, các bạn nhìn này, tôm. Anh Bẻ nè, anh Vũ ơi. Xíu đi luôn hàm răng à. Cái này người ta bóp rồi, người ta chập rồi. Em thấy nó chắc á. Nó chắc nè, nó đầy nhóc nè. Ừ. Còn nếu mà cua ốp á, là nó trong đây lụt ra nó teo lại. Dạ. Anh muốn lần cua đó. Em không có lần cua. Vậy sao anh không lên chậm tranh cái gì rồi? Cho mà chửi cho chết. Tôm họ rất là dài á các bạn. Dì Ba phải không? Dì Ba còn thơm. Dì Ba phải không? Đó là mở quán là từ phát 2 hoặc là cậu 2 anh có gì ba. Dì Ba bán cái mâm chơi cái thúng. Chơi cái bảo. Dì Ba cho bán mâm chơi thúng. Dì Ba bán mâm mình chơi bắn thúng. Sốc. Anh có gì ba hả? Thì cậu 2. Cái đậu ngon á. Cảm ơn mẹ. Cái miếng. Bên kia cua rồi. Ủa anh đúng con cái hả? Em hai cá hả? Có rồi. Ăn đi ấy rồi chơi Hương nè, Lý Hương nè, cái càng bự ra. Mình xem cái món này. Không đổ nước rửa này, cái cá này cái đá nó. Cá thì nó này lắm em mà mua có. Có mưa mới mua xuống. Này lá
lá gì mà chua chua? Lá me. Lá me non á. Chào các bạn nha, hôm nay ăn cua của cái này á là không có liên quan tới dì Ba nha. Tại vì á các bạn biết không, là hổm rài á cứ nghe cái vụ mà dì Ba bán cua nghe nói ở Sài Gòn ngon quá, mà giờ lỡ tới Tiền Giang rồi nên kêu một cái món cua mà nó còn bự hơn của dì Ba nữa. Đó. Thì các bạn cũng thưởng thức có nhỉ nha. Cua này cũng mua cua bẻ. Cô tẻ hả? Cô tẻ. Cô tẻ. Cô tẻ còn có tẻ. Cua này thực chất là càng nó xíu quá chắc cũng cua bự quá trời ha. Wow, bự quá quý vị ơi. Nó có khúc đó là khán giả đã buồn ngủ. Tính nào không được. Cho tính kia. Đó. Ngon quá. Này nhóc luôn. Ngon quá. Sao tìm bể cái. Nhưng mà em đó. Thấy cái nướng thì ở bên đó. Đổ cua lớn ghê ha. Trời ơi, chảy nước miếng. Nhìn chảy nước miếng á. Không thể chịu nổi luôn. Theo như lời nhận xét của anh Vũ ở cái bên là chảy nước miếng. Dạ, đó. Rồi, vậy cho chị Ké nè, đây là cái càng của con cua ha. Đây thì Nhã đang cầm trên tay cái càng của con cua ha. Chắc lại lần nữa anh. Rồi, mời chị Liên ăn nha. Trời giỏi lại. Chia. Yummy. Thịt yummy nó tiên quá rồi các bạn. Bỏ ra người ta làm ăn. Ăn chấm mắm mặn. Chấm mắm không mặn nè. Ăn càng không? Càng chứ. Đây, càng này là càng... Chấm rào. Càng này nhìn như nó nhỏ hơn cái càng của anh Nhã xíu đúng không? Mà cũng rất là tơ bự luôn. Rồi cái này bự bự hơn cái đó luôn. Ủa sao biết chị? Có càng lớn càng nhỏ. Tại nó nhỏ đúng không? Cô có cái càng lớn càng nhỏ. Ôi. Ủa vậy hả? Vậy đâu phải cần cần được cần cái đâu. Trái cây phải. Trái cây phải. Giống như cái trái cây phải. Hay chị Xuyến nói hỏi phải không? Cái chị cười là biết rồi. Thấy cái nụ cười nó không bình thường đúng không? Em thấy mấy con cua mà nó có cái bận trắng trắng ở trong nó là sao hả? Ủa sao thật mỡ cua mà nó là chia ra tép tép như kiểu nó có sớ, nó có sớ. Cua bình thường không có sớ gì? Đâu nó cua nó có sớ chứ. Sớ thịt cua là. Mà cái này nó rõ quá ha. Cái này chấm với mỡ. Em bữa lại cua to. Ô lẽ ra phải có 4 cái càng chứ. Thì 4 cái. Đúng không? À. Đến càng nó như sợ mất. Sợ thất thoát. Sợ đem ra tới đây bị thiếu. Biết sao hôm bữa Nhã đi ăn tô bánh canh cua 240.000 ở những cái chỗ đường gì ta? Anh sang gần chợ qua bên đường Bạch Vân. Cái quán nó ngon lắm anh Lý Thường. Mà tới 240.000. Anh thấy báo đăng á. Rồi cuối cùng anh Việt Kiều dẫn anh đi ăn. Mắc cười lắm, đang ăn khoảng nửa cái tô đó. Thì bắt đầu tính tiền mấy cái bàn bên cạnh á. Mới biết. Cái ông đầu tiên là 120. Ông kế bên á 140. Nó thấy mẹ là mình nhiều ta. Của mình cũng bự bự. Ủa chứ mình vô mình không biết à? Không, ăn vô kêu thoải mái mà. Tại có cái anh bạn anh dẫn đi ăn á. Ngày càng lên. Cái người nào mà kêu một cái con cua riêng á là 240. Con bánh canh với lại con cua riêng. Đúng rồi, con cua, nồi cua là bao nhiêu rồi? Mắc không? Như con cua hồi hôm bữa tụi em ăn ở, em với anh Dương ăn ở chỗ lẩu cua là bao nhiêu là 401 một ký. Hai con đó là 300 mấy, gần nói chung là gần ký á. Mà 397.000. Là gần như là một con đã 200. Đã thấy là rẻ nhất mà cua rất là chắc, thịt ngon á. Ngon bằng cái này không? Cái này ngon hơn nữa. Cái này nó chắc hơn. Lẩu cua đây làm không bằng. Nhưng mà cái nước lẩu cua thì đây nó không ngon bằng. Không bằng cái nước lẩu. Bên kia nó chuyên cua thì nó làm nó ấy hơn. Cái này tươi ngon, tươi chắc hơn. Sài Gòn nó có mấy cái tiệm không cua này nọ, không biết ngon không? Ngon. Ở chỗ đường Thanh Đa đúng không? Lần thì anh đi hôm nay về coi. Cua là tiêm biết ngon.
Không ngon cho anh một tí nè. Nó gọi nó bự dây đâu mà bự quá trời luôn. Tốn ghê bằng con cua luôn. Ồ vậy hả? Nó phải gọt nhiều vậy để cho nó đồ ẩm giữ. Phải coi cái khách hàng thôi. Tại vì nó xuống dây ra nó nguy hiểm. Không chết rồi. Sao? Ai? Ở chỗ bán cua độ nguy hiểm, độ cao á. Cua chứ không phải con cá sấu á. Có hồi xưa là cua cột bằng lạc dừa. Cột lại bằng gì? Cái lạc dừa, cái video clip của Tuấn Dương sẽ xin phép tạm end tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đừng quên bấm nút like cho video, đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Cảm ơn quý vị các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip kế tiếp ạ. Và hẹn gặp lại các nhà video tiếp theo nhé. Team Vlog Sài Gòn. Bye bye. Bye bye. Hello. 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 Bye bye. Rồi, một camera đã end rồi. Ăn thứ tới sườn tới ghê. Mà mới nhập cô à. Đây chúng ta sẽ đây bến đò cô Tẻ đây, chính là cô Tẻ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thanh toán tiền ha. Cái bữa ăn ngày hôm nay, chị ơi tính tiền giùm em là có bill chưa em? Em đưa cho anh mượn cả em rồi. Em dễ thương quá. Rồi bữa hôm nay là lẩu cua là 450k, rồi tôm sú 450.000 một ký nữa, tổng thiệt hại là 970.000. Rồi ok, chưa đầy 1 triệu. Rồi ok, thấy chậm vậy nhé. Cua ngon quá ngon, cua chắc thịt. Rồi em cho hộ anh mấy cái đó vô này. Có ai xài bill không? Xong chưa? 1600. Nó chấm mở cái video.